xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn Lợn. À, bạn ý rất nghiện cái sản phẩm này. Đây, đây là một cái bánh kẹo. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Chúc bye. Pew. Đấy, bạn ý nghiện lắm mọi người ơi. Con xin chưa? Bạn ấy nhìn thấy bạn ấy giỏ rớt ra rồi này. Úi giời ơi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Định tấn công đấy, nhưng mà không ăn thua đâu ấy. Và bây giờ thì mẹ sẽ bóc cho bạn Lợn ăn nha. Tèn tèn. Ngon quá. Thôi xong. Bạn ấy đi nhặt từng cái một mọi người ạ. Đó. Các bạn có nhìn thấy không? Bạn ấy thích ăn ngọt lắm. Vậy nên là bạn ấy tên là Lợn là đúng rồi. Tèn tèn. Đây, khổ. Đấy. Úi dồi ôi. Ăn cái kiểu gì đấy. Rồi. Đó.